Chào anh em, xin chào các bác. Cửa hàng Minh Outdoor Đông lên sóng giới thiệu anh em một mẫu ôm ly của Pioneer. Đó là mã A535. Mẫu ôm ly này cửa hàng bán giá 3.500.000 đồng. Hình thức đẹp xuất sắc cho anh em và chất âm hay. Em vào loa bát 30. Trong người ta đi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi. Tình quê hương đợi sâu, tình tôi em bên lâu, vì mãi đây tôi xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói mình vào đời bên trái áo chiến lúc tuổi bên phải còn say chép. Thôi nhé anh đi áo buông vui đường, nhớ đêm phố phường người ở lúc. Tất cả những chức năng âm ly đang có đều hoạt động hoàn hảo. Đó là bát chép, cân loa, lao lướt. Và âm ly này có cả chức năng power play. Nếu chuyển sang chức năng power play, anh em vặn cái nút xua này đó, và rút cầu chữ U ra. Đường tín hiệu cửa hàng đang cắm đó là đường CD đấy, anh em có thể cắm vào những cái đường tương ứng và vặn tương ứng. Âm ly thiết kế AB+B, công suất là 160W, điện 100V, 4 sò than xanh đen. Hình thức đẹp không điểm chê luôn, góc cạnh vuông vức sắc sảo. Trở kháng từ 4 đến 16 ôm, dây nguồn siêu to, anh em có thể nhìn thấy. Còn âm ly làm dây gớm quá. Đây là mặt sau. Mời anh em nhìn kỹ. Trở kháng từ 4 đến 16. Cầu chữ U chức năng power play, nếu anh em thích thì rút ra. Đường CD, đường tuner line. Đó. Cái cầu chữ U này nếu bác nào thích đấu lọc song song thì có thể đấu kiểu cắm rút cầu chữ U ra. Lọc thì mình có thể đấu nối tiếp và đấu song song và chất âm nó đều như nhau. Chỉ khác nhau về cách gài thôi. Bởi vì không phải con âm ly nào nó cũng có cầu chữ U như các bác nhìn thấy ở đây. Sản xuất tại Nhật. 160W, 100V. Tiếng rất đậm đà, căng. Hình thức đẹp xuất sắc luôn, màu đen phay nhôm. Giá thì quá vừa phải, 3.500.000. Đôi loa các bác đang theo dõi đó là đôi loa Pioneer Yamaha. Âm ly này nó khỏe, nó có thể ghép được nhiều dòng loa của Nhật, đó là Yamaha, Diatone, Onkyo. Còn Pioneer thì với nó quá đơn giản và giá bán là không bao ship, là 3.500.000 đồng các bác nhá. Địa chỉ cửa hàng thì trên tấm biển màu đỏ kia. Quý vị có thể đến tận nơi lựa chọn, không sản phẩm này thì sản phẩm kia nếu ở gần. Và hàng bán là zin tuyệt đối như con âm ly này. Hình thức đẹp. Hình thức đã nói đẹp là đẹp. Và nó có thể nghe đa thể loại nhạc. Đó là nhạc vàng, nhạc trữ tình được hết. Nhạc DJ, nhạc bát mạnh. Đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành, những chiều gió lộng, ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Ok, bây giờ sẽ mở nội thất để anh em cùng chiêm ngưỡng. Mời anh em theo dõi nội thất của sản phẩm. Hình thức bên trong zin tuyệt đối cho các bác nha. Nguồn nó bôi keo và nó xám theo thời gian. Đó, anh em nhìn đấy, tản nhiệt, tổ ong. Con âm ly này vẫn còn có bụi bên trong, chưa vệ sinh, chưa thổi bụi. Sò than xanh đen của Toshiba thì phải. Toshiba, loại sò này đánh hay, xanh đen, nó zin tuyệt đối, nó là như vậy. Anh hỏi tôi rằng những gì
Những con đơm ly kiểu như này thì anh em có thể chơi đa di năng một chút, đó là nghe nhiều thể loại nhạc và thậm chí có thể ghép vang, hát karaoke vào những đôi loa các bác đang nhìn thấy to như này, hoặc là những đôi loa chính hãng Bass 20 dòng karaoke. Cho một đoạn nhạc khác cho tươi mới nữa anh em nhé. Cho một đoạn nhạc DJ tươi mới. Phải nói ghép loa Yamaha hay thật đấy các bác ạ, dòng Pioneer.